Đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt lịch thi đấu với tuyển nữ Đức lúc 18h15 phút giờ địa phương ngày 24 tháng 6. Trận đấu này nằm trong chuyến tập huấn tại Frankfurt, Đức từ ngày 5 tháng 6 đến 25 tháng 6 của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đây sẽ là trận đấu bổ ích cho tuyển nữ Việt Nam để hướng tới World Cup nữ 2023 tổ chức tại New Zealand. Tuyển nữ Đức đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA tính tới tháng 4 năm 2023. Đội tuyển nữ Đức thường xuyên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ đã có hai lần lên ngôi vô địch thế giới các năm 2003 và 2007, một lần giành ngôi Á quân năm 1995 và hai lần xếp hạng tư các năm 1991-2015. Không chỉ vậy, tuyển nữ Đức cũng có 8 lần lên ngôi vô địch giải vô địch bóng đá nữ châu Âu. Lần gần nhất họ làm được điều này là năm 2013. Tại Thế vận hội mùa hè, tuyển nữ Đức đã giành tấm huy chương vàng năm 2016 ở Rio de Janeiro. Ngoài việc thi đấu giao hữu với tuyển nữ Việt Nam, tuyển nữ Đức cũng có một trận đấu với Zambia trước khi lên đường dự World Cup nữ 2023. Huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Đức ông Martina von Stecklenburg nói, chúng tôi rất mong đợi hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Zambia. Chúng tôi lựa chọn các đội đến từ châu Á và châu Phi là những châu lục mà chúng tôi sẽ gặp tại vòng bảng vòng chung kết bóng đá nữ. Tôi rất hào hứng khi được thi đấu cùng hai đội tuyển này. Tôi cũng thực sự mong chờ về các địa điểm tổ chức. Chúng tôi có thể tận hưởng thời gian thi đấu tại Offenbach. Tôi hy vọng khán giả sẽ đến và cổ vũ chúng tôi. Tương tự như trận đấu cuối cùng tại Fơ trước khi bước vào vòng chung kết bóng đá nữ, tôi mong đợi những điều tuyệt vời, thậm chí có thể là bán hết vé để tạo bước đà hướng đến vòng chung kết bóng đá nữ thế giới tại Australia và New Zealand. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tỏ ra hào hứng khi đội nhà thi đấu cọ sát với đối thủ mạnh. Nhà cầm quân này chia sẻ, chúng ta đã có sự chuẩn bị cho từng giải đấu. Những đội bóng ở châu Âu như đội tuyển nữ Đức sẽ là các đối thủ tốt cho đội tuyển nữ Việt Nam trước khi thi đấu tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới. Đợt tập huấn ở Đức diễn ra sau SEA Games 32. Còn hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang tập trung ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ít ngày nữa, đội sẽ lên đường sang Nhật Bản để tập huấn. Đội sẽ trở về Việt Nam ngày 30 tháng 4 rồi di chuyển sang Campuchia.